Con có câu hỏi là ví dụ mấy người mà ông bà cha mẹ mất á, về ví dụ mình đặt tên thiên cho ông bà cho mẹ về với mình làm cái certificate cho mình tốt vậy không ha? Được, được. Dạ, thank you. Rồi rồi, có bác kia nữa, microphone đưa bác kia cây. Còn mình có 4 5 cây luôn mà. Xin chào. Hãy gần gần vô. Tôi tên là Nguyễn Minh Châu, năm nay 29 tuổi rồi. Thì rất là may cho gia đình của tôi đó. Trước đây tôi cũng không biết gì về cái đạo Thiên Tâm hết. Nhưng mà tôi tìm hiểu được ở trên mạng á, và tôi cũng xem rất là nhiều clip của chú Kiệt để mà tốt ở trên mạng. Từ đó tôi mới bắt đầu tìm hiểu và rất sâu về cái về Thiên Tâm đạo. Mà cũng rất may là gia đình của tôi ở dưới cái núi của Thiên Lòng Sơn, cho nên tôi rồi, cảm ơn. Lúc tôi cũng hay lên núi để mà đầu tiên thì cũng chưa có ý niệm là tu niệm gì hết, cũng chỉ là thấy là cái khu Thiên Tâm Linh lên đó thì với tư cách là để giếng thôi. Nhưng mà rất là hữu duyên cho gia đình của tôi, từ đó tôi mới có một cái sự mà tôi mến mộ về thứ nhất là về khoản tức đến cá nhân của chú Kiệt, cái thứ hai nữa là về vấn đề đạo. Ngày bên kia bác kia khen đẹp trai không là khen cá nhân á. Cho nên từ đó tôi rất là nghiên cứu về cái đề đạo Thiên Tâm, qua những cái sáng cơ của Phật thầy Thầy An, cũng giống như sáng của Trạng Trình, nhiều cái duyên cớ mà tôi biết được á, đúng là chú Kiệt là một thì rất là quan trọng cho cả thế giới chứ không riêng thì nước Việt Nam. Ôi, cả thế giới, nhưng mà ấy có cái nên từ đó tôi mới quyết tâm là đi theo cái đạo Thiên Tâm. Thì cũng qua cái lời giới thiệu của chú Kiệt á, thì tôi cũng ở nhà tôi cũng làm một cái bàn ở ngoài trời hướng về hướng đông bắc, cũng có cà qua quả rồi lại 36 lại với cha và Ngọc Hoàng Thượng Đế nhất nhất Đại Thiên Tôn, mẹ là Diêu Trì Phật Mẫu nhất nhất Đại Từ Tôn, tất cả chư Phật để mà tôi xin quy cái đạo Thiên Tâm đạo. Quy rồi chưa? Dạ, tôi quy y là lấy cái tên là Thiên Minh Châu. Rồi 12 giới luật lại gì nhà thuộc lòng chưa? Dạ, rồi hàng giới đó thì cũng lại sám hối, cũng giống như là ngồi thiền, rồi cũng như sang kinh kệ mà con tôi nó đem về. Thật tình bữa nay tôi cũng nói chuyện với chú Kiệt. Gia đình của tôi có 5 người, nhưng mà hiện tại là có 4 người là đệ tử của chú Kiệt. Ừ. Còn thằng nó chống trời không? Dạ, còn đó là tôi. À. Còn đó là tôi. Là tới ngày hôm nay á. À. Tôi mới gặp ở đây là để tôi xin chú Kiệt nhận tôi làm đệ tử. Ở ngoài sao Châu đi nước đục uống nước đục vậy ta, sao đi chậm quá vậy? Đó, bởi vì cái duyên nợ của tôi là tại cái tôi của tôi quá lớn. À, nghe qua là đâu rồi Thiên Tiền ơi, có mặt đây không vậy? À, nãy mới thấy nè, hôm dẫn chồng tới á, mọi đứa thấy không? Đâu rồi Thiên Tiền đâu rồi? Thằng chồng mà đạo Công giáo. Trời ơi, xưa mà cái đứa đệ tử mình mỗi tới gặp đây á, thằng chồng nó về nó chửi nó hành hả. Bây giờ sám quỳ đây nè, mấy đứa thấy phải không? À, nhiều lắm, mình gặp cái dạng này nhiều lắm. Còn chắc bác này là cũng cái dạng đó. Nhưng mà mấy đó sau này làm đệ tử của chú Kiệt. Thôi, đệ tử Công giáo để mình điểm chánh là chỗ này. Kiệt là con của cha thật, người duy nhất xuống trần cái thời mạt pháp này, và cũng là người duy nhất lạ nhất trong 8 tỷ người trên cái hành tinh này. Đó là 1.000.000% là thiệt. Nhưng Kiệt chỉ là truyền tin cho cha thôi, chỉ là một giai kép trong một cái vở tuồng của cái màn này.
cha là đạo diễn. Cho nên tất cả các hội thiên trên thế giới hôm nay mấy chục triệu người, trong tương lai 8 tỷ người cũng là phải quy hướng cha. Tất cả nhân loại không ai được thờ hình của Kiệt, cũng không ai được lại Kiệt. Kiệt chỉ là truyền tin cho cha thôi, quý vị nên nhớ nha. Tại vì ma quỷ thời mạt pháp nó đã hăm dọa Phật, nó làm cho tất cả nhân loại không có biết về tâm linh nữa, thì Kiệt chỉ lãnh nhiệm vụ đó thôi. Chứ còn cái việc mà đạo á, là do Phật Di Lặc, do cha và các hội đồng chư Phật. Kiệt là người truyền tin, chỉ đơn giản vậy thôi. Tại vì kiếp sau Kiệt có thể đầu thai vào một cái thành tinh khác, lập một cái đạo khác. Hồi xưa đã lập ra một cái đạo rồi, hôm nay cái đạo được lên lớp, thì cũng giống như ngày xưa ở bên Tây Tạng, Kiệt đóng vai là một vua của Tây Tạng, là Sron Trampo gì đó, hiện giờ bển là còn thờ đó. Thì đem cả một cái hệ thống Phật giáo của Ấn Độ qua Tây Tạng. Ngày xưa người Tây Tạng không có đạo Phật, thì hôm nay Kiệt mới quen được một đống mấy thầy Tây Tạng. Thì mỗi một kiếp đều là một cái đóng vai. Nó khác hơn Phật Thích Ca là Ngài đích thân, Ngài hiểu được và Ngài đắc được chánh đẳng chánh giác. Kiệt không có giống như Ngài, Kiệt là con của cha là khác. Cũng giống như con của ông Trump thì đi làm nhiệm vụ, khác hơn một cái PhD, một giáo sư nha quý vị. Cho nên đừng có thần tượng Kiệt quá cao, cái nào Kiệt nói cái đó. Muốn thần tượng thì sư phụ Kiệt là Đức Thầy, ổng là Phật, mà Phật nhỏ. Sư phụ Kiệt là Phật Hoàng Trần Nhân Tông, đã dạy Kiệt nhiều. Ngài là người đầu tiên hai vị Phật của nước Việt, là Đức Huỳnh Phú Sổ là Phật, tại bên ngoài kêu ổng là Huỳnh Phú Sổ, và ổng là Ngài Đại Ca Diếp, Kim Sư Phật không? Bên Kala bên đó, với Phật Hoàng là hai người sáng lập ra, hai người đồng ra lệnh, tuân lệnh của Thượng Đế ra cái đạo này. Vị thầy thứ ba là Hòa Thượng Tế Công, mà hiện bây giờ bên Đài Loan á, là người ta theo cái đạo trùng dút dút gì đó. Mà bữa hổm á, đông người lên núi hỏi, cái mình mới hỏi sư phụ, phụ cái đạo này sao? À, cái đó là một cái nhánh của Thiên Tâm đó con, sau này cũng nhập vô Thiên Tâm. Thì cái đạo đó cũng là chánh, mà hiện bây giờ họ thịnh hành ở trên thế giới nhiều lắm. Thì họ cũng thờ Hòa Thượng Tế Công với Phật Di Lặc đó. Vị thầy thứ ba là Tổ Sư Bồ Đề Đạt Ma, ông trên núi á, ông hỏi chảnh. Cái bữa hổm là lâu, cái ông ra ăn chiêu viết chữ khổ á, ông nói ai mà nhìn chữ khổ của ông tới ông làm cho hết khổ, ông ký vài cái vô đầu là hết khổ. Cho nên ai mà có cái chữ viết chữ khổ của Kiệt là của Tổ, muốn gì lên hỏi ổng trên núi á. Rồi Phật Thích Ca đó là tổng cộng 6 người, cha mẹ